thưa quý thính giả ngày hôm nay tôi hân hạnh tiếp tục trở lại gửi tới quý thính giả với một câu chuyện ngắn đã xảy ra trong gia đình giữa hai mẹ con đối với một người con trai và người mẹ già bị câm một câu chuyện vô cùng ngang trái và đầy cay đắng xin kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi lắng nghe chi tiết của câu chuyện nó bắt đầu thấy chán ghét cuộc sống của mình Chán ghét luôn cả người mẹ mười mấy năm qua chưa bao giờ tỏ sự quan tâm hay yêu thương nó. Nó, một thằng bé 20 tuổi, luôn nghĩ mình thật bất hạnh khi được sinh ra trong một gia đình không đầy đủ. Ba mất khi nó còn nhỏ, còn mẹ nó thì lại là một người câm. Mẹ nó làm giúp việc theo dở cho các gia đình trong phố. Cuộc sống cũng chẳng dư giả gì từ nhỏ đến lớn Nó chưa bao giờ được nghe mẹ nó nói Những câu yêu thương Như đám bạn Những lúc gặp chuyện buồn Nó không biết tâm sự cùng ai cả Nó đã lên học ngôn ngữ của người câm Để nó có thể nói chuyện với mẹ Nhưng mẹ nó chẳng bao giờ Chỉ chỉ hay khua tay chân Xa vẻ nói chuyện với nó Mẹ nó luôn im lặng Ở trường Đám bạn hay dùng những cử chỉ của người câm để tiêu chọc nó khiến nó càng buồn thêm có lần nó đánh nhau với đám bạn cô giáo gọi mẹ nó lên gặp nó muốn mẹ biết nó thương mẹ lắm nó muốn nghe mẹ mắng thậm chí là đánh nó cũng được nhưng mẹ nó vẫn chỉ im lặng sau lần đó nó không còn cố gắng nói chuyện với mẹ nữa nó bắt đầu thấy chán ghét cuộc sống của mình Chán ghét luôn cả người mẹ mười mấy năm qua Chưa bao giờ tỏ sự quan tâm hay yêu thương nó Điều mẹ làm cho nó cũng chỉ là những bữa ăn no Và cho nó đến trường Nghĩ thế Nó lao đầu vào học Với ý nghĩa đậu đại học Rồi sẽ được xa rời nơi này Rồi ngày đó cũng đến Nó đậu vào trường đại học trên thành phố Nó háo hức vì sắp thoát được cuộc sống tù bức sắp thoát được cảnh sống của một người mẹ suốt ngày chỉ biết im lặng như vậy Nó vẫn không nói gì Nhưng mỗi đôi lần nó bắt gặp ánh mắt lặng ngắm nó khi nó đang vừa làm gì đó Vừa ngân nga hát về niềm vui độc vào đại học Nó vừa như không thấy Nó sợ những thứ cảm xúc không rõ là gì Cứ dưng lên trong lòng nó mỗi khi nhìn mẹ những lúc ấy Thả nó không biết Lên thành phố Nó ít về nhà hẳn mẹ bằng những cách nào đó vẫn chăm lo cho nó đầy đủ khi thì gửi xe lên những đồ quê nó thích khi thì gửi hàng xóm mang lên cho nó dưa hay cả mẹ muối lần nào nhìn thấy đồ ăn mẹ gửi mắt nó cũng cay cay nhưng những cảm xúc ấy cũng nhanh chóng qua đi thành phố mới bạn bè mới với những cuộc sống vui những ồn ào của tuổi trẻ cuốn nó đi nó làm tánh những câu hỏi của bạn bè về gia đình nó sợ sẽ lại phải đối mặt với sự mỉa mai và châm biếm như những ngày thơ ấu nó và mẹ cứ xa dần. Năm thứ hai đại học, nó có bạn gái. Nó gặp cô khi nó làm thanh niên tình nguyện trong trường. Còn cô là tân sinh viên của trường. Qua một đôi lần hỏi thăm, trò chuyện nên nảy sinh tình cảm. Sau đó mới biết nhà nó và nhà cô cách nhau không xa cô là con gái nhà khá giả thế nên nó không dám kể nhiều về gia đình của mình nó sợ bị bạn gái chê bai và coi thường ba cô được thăng chức nên mở tiệc tùng chiêu đãi mọi người đêm muộn nó mới gọi điện cho cô hôm nay chắc vui lắm em nhỉ không vui được anh à không biết ba em muốn ở đâu xa một bà giúp việc vụng về đáng ghét thế chứ bình tĩnh kể anh nghe xem nào Bà ta làm đổ nguyên dĩa thức ăn lên người bác trong công ty của ba Mà không thèm xin lỗi một câu Khiến bác ấy tức giận bỏ về Ba em thì lại mới nhận chức nữa chứ Sao bà ta không chịu xin lỗi Đáng ghét thế à Em không biết Em bực mình quá Lại tát cho bà ấy một cái Nhưng bà ta vẫn không nói gì Mà chỉ lặng lặng bỏ về Nó cũng tức giận thay cho bạn gái nó Vì bà giúp việc kia Mấy ngày sau Bạn gái nó trở lại trường nó lấy hết can đảm rồi nói rằng Cuối tuần này anh đưa em về ra mắt mẹ anh nhé Cô hồi hộp và lo lắng Cô sợ gặp phải cảnh mẹ chồng khó tính Cô muốn từ chối nhưng cũng muốn biết ra cảnh Nó như thế nào nên đều gật đầu đồng ý Trướng mắt cô là một căn nhà lục sụp siêu vẹo Cô bất ngờ bước vào nhà Mẹ nó và cô đều sừng sốt Cô bàng hoàng khi nhận ra mẹ trả chính là người giúp việc trong bữa tiệc nhà mình. Hai người nhìn nhau một lúc lâu. Cô bỏ chạy với vẻ tức giận. Tại sao anh lại lừa dối em? Tại sao anh không nói cho em biết mẹ anh chính là bà giúp việc đó? Anh không hề biết mẹ anh giúp việc cho nhà em mà. Đồ lừa dối, chia tay đi. Tôi không muốn yêu một tên lừa dối như anh. Tôi không muốn làm con dâu của người đàn bà đáng ghét đó. Nó lê từng bước chân nặng trĩu quay về nhìn thấy mẹ đang ngồi im lặng ở cửa nó bỏ đi ngay sáng hôm sau nó không trở lại trường nó muốn đến một nơi chỉ có một mình nó nó cần yên tĩnh nửa năm sau nó trở lại trường trong suốt nửa năm buôn ba ở một chân trời mới làm đủ mọi việc để nuôi sống bản thân và cũng để tĩnh tâm suy nghĩ lại nó biết nó cần quay về bạn bè nói rằng từ lúc cậu đi có một người phụ nữ đến tận trường đi từng phòng ký túc xá, trên tay cầm bức ảnh của cậu và chỉ chỉ vào đó như đang tìm cậu. Ngày nào chúng cũng gặp người phụ nữ đó đi lang thang như vậy. Nó lặng đi, nó không còn biết gì nữa, nó không quan tâm đến thể diện, nó không cần biết mọi người nghĩ gì khi biết nó có một bà mẹ như thế nữa. Nó lao đi, cổng trường không có ai, những ngóc ngách không có ai. Ai trên đường cũng ái ngại nhìn theo Một chàng trai cao lớn vừa khóc vừa gọi mẹ Vâng Một câu chuyện Vô cùng cay đắng Xót xa cho một người mẹ giả câm như thế này Một người con trai Đã chia sẻ lại hoàn cảnh Mà anh đã gây ra cho người mẹ già tội lỗi quả thật tôi không thể nào tin được trên đời lại có những người con như thế này cũng chỉ vì sĩ diện sợ nhục mặt với mọi người với bạn gái mà anh ta lại để cho một người mẹ già cầm ở nhà anh ta bỏ đi nơi khác mẹ bao năm khổ cực lăn lóc khắp nơi để làm nuôi anh ăn học thành người đến khi đỗ vào trường đại học thì trái đắng người mẹ phải nhận như thế này tôi cũng mong rằng quý vị lắng nghe để đưa ra những lời nhận xét cũng như chia sẻ bình luận cho những câu chuyện như thế này thưa các bạn trong những ngày qua tôi luôn cập nhật săn tìm những câu chuyện hay nhất có thể trong gia đình cũng như ngoài xã hội để kịp thời gửi tới phục vụ cô chú anh chị đến đây tôi xin tạm dừng video lại hẹn gặp quý vị và các bạn những video tiếp theo trên các kênh của tôi xin chào tạm biệt